Một vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do anh Lê Văn Hân làm chủ. Đối tượng Đinh Quang Minh, sinh năm 1988, đã dùng dùi cui điện để uy hiếp, đe dọa và đập phá cân tiểu ly, gương soi nhằm mục đích cướp tài sản là vàng bạc, trang sức đang trưng bày ở trong quầy. Vụ việc xảy ra vào 12 giờ 20 phút trưa ngày hôm qua 22 tháng 4. Lúc này trong tiệm vàng có hai vợ chồng anh Lê Văn Hân và hai khách hàng. Thấy vậy, hai khách hàng đã chạy ra ngoài chi hô. Nghe tiếng chi hô của người dân, đại úy Vũ Thế Dũng, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng với thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Phú Thọ đang dừng đèn đỏ gần đó đã có mặt kịp thời, phối hợp với quần chúng nhân dân chặn cửa không cho đối tượng tẩu thoát, đồng thời tuyên truyền vận động để đối tượng chấp hành. Sau khoảng 15 phút, đối tượng Minh đã buông hung khí đầu hàng.